Dạo gần đây thì mình được nhận rất là nhiều câu hỏi của mọi người về việc là nên lựa chọn một cái chiếc TV như thế nào, kích thước ra làm sao, hoặc là một cái thiết bị chiếu để mà có thể xem đá banh tại nhà khi mà mùa World Cup đã tới gần. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp những cái tiêu chí để giúp tất cả các bạn chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc TV phù hợp với không gian gia đình cũng như là diện tích của căn phòng nhé. Thì như các bạn thấy là cái việc mà khoảng cách giữa cái nơi chúng ta ngồi, tức là ở ghế sofa hoặc ở bàn ăn với tivi, là một cái khoảng cách vô cùng quan trọng. Theo như các chuyên gia thì đâu đó trong khoảng từ 2,5 m cho đến 3 m là cái khoảng cách hợp lý, và kích thước màn hình thì từ 55 cho tới 65 inch. Và nếu giả sử cái màn hình nhỏ quá hoặc là cái màn hình to quá cũng không hề tốt đâu nha các bạn. Cái khoảng cách này nó dễ dàng nhìn thấy nhất khi mà tất cả các bạn chúng ta đi rạp phim chẳng hạn, đúng không nào? Khi mà những cái ghế ở hàng đầu tiên á, các bạn thấy là chúng ta chỉ nhìn được cái chữ thôi, và coi thì rất là khó chịu khi phải ngước lên liên tục. Trong khi đó, những cái hàng ghế cao hơn ở phía xa hơn, hợp với mỗi khoảng cách, thì các bạn hoàn toàn có thể coi đầy đủ nội dung cũng như là xem rõ những cái chi tiết có ở trên màn hình. Sang tới tiêu chí lựa chọn thứ hai, đó chính là diện tích của căn phòng. Các bạn phải hiểu rằng mình mua TV và mình đặt ở trong một cái không gian căn phòng như thế nào. Ví dụ, mình nói là nếu tất cả các bạn chỉ có một cái căn phòng vỏn vẹn khoảng 20 cho đến 25 mét vuông, nhưng lại muốn mua một cái TV lên đến 70-80 inch thì có phải nó rất là lớn không nào? Khi đó thì khoảng cách ngồi của tất cả các bạn với cái chiếc TV nó sẽ cực kỳ hẹp luôn. Và giống như ở phần đầu mình đề cập á, thì cái TV lúc đó nó rất là to, và to như vậy cũng không hẳn là tốt. Nó làm cho những cái bố cục không gian của các bạn bị vỡ ra. Một cái chiếc TV nó không trùng với những cái chủ thể đã có ở trong căn phòng đó. Vậy nên theo mình nghĩ, một chiếc TV hợp lý nhất ở trong một cái gian phòng từ 20 cho đến 25 mét vuông, là những cái gian phòng khách tiêu chuẩn đó, hoặc là phòng ngủ của các bạn luôn, thì nó nên từ 50 cho tới 60 inch là phù hợp. Sang tới tiêu chí lựa chọn thứ ba, cũng là tiêu chí cuối cùng, đó chính là độ mở không gian phòng các bạn. Nếu như phòng các bạn là một cái phòng khá là tối, thiếu ánh sáng, thì không nên lựa chọn một chiếc TV quá nhỏ. Bởi vì nếu nó nhỏ thì đó gần như là cái nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng mà mắt các bạn phải nheo mắt mỗi khi mà các bạn nhìn TV. Về lâu về dài thì nó sẽ không tốt cho mắt. Vừa rồi thì mình đã liệt kê ra những cái tiêu chí để tất cả các bạn có thể lựa chọn được một chiếc TV phù hợp với căn nhà cũng như là căn phòng của mình. Đằng sau của mình đây là một chiếc TV Casper 55 inch 4K. Nó gần như là đáp ứng được những cái tiêu chí mình vừa mới kể ra luôn. Và một điều quan trọng khác là chỉ có giá 8 triệu đồng mà thôi. Nếu như tất cả các bạn chúng ta thích chiếc TV này thì đừng quên hãy click vào đường link mình đặt phía bên dưới video để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm những thông tin cũng như là mua nó nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!